Kế toán Việt Hưng xin chào tất cả các bạn. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các video về thông tư, nghị định và quy định được cập nhật mới nhất hiện nay. Quy định xử phạt về lĩnh vực xây dựng. Ngày 17 tháng 2 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 21 năm 2020 sửa đổi bổ sung Nghị định 139 năm 2017 của Chính phủ. Ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Qua video hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về việc bãi bỏ 6 quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng như sau. Tại điều 2 Nghị định 21 năm 2020 của Chính phủ, bãi bỏ một số điều trong Nghị định 139 năm 2017 của Chính phủ gồm có 1. Bãi bỏ điểm C, điểm D khoản 1 điều 7 vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. Bãi bỏ quy định xử phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng với hành vi lựa chọn tổ chức cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. 2. Bãi bỏ điểm giờ và điểm đờ khoản 2 điểm dò khoản 3, điểm dò, điểm đào điểm y khoản 5 điều 23 vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng. Bãi bỏ quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức hoạt động xây dựng có một trong các hành vi không có hợp đồng lao động. Đối với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định, những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định. Bãi bỏ quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng. Bãi bỏ các quy định về biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện khi vi phạm nêu trên. 3. Bãi bỏ khoản 3, điểm B khoản 4 điều 38. Vi phạm quy định về kiểm định thí nghiệm đào tạo trong hoạt động xây dựng. Bãi bỏ quy định phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng không đủ điều kiện theo quy định. 4. Bãi bỏ khoản 1 điều 39. Vi phạm quy định về lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng. Bãi bỏ phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng hoặc quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đảm bảo điều kiện năng lực quy định. 5. Bãi bỏ điểm A khoản 1 điều 60 vi phạm quy định về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản điều hành sàn giao dịch bất động sản. Bãi bỏ phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với việc sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định. 6. Bãi bỏ điểm A, điểm B khoản 1 điều 61. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý vận hành, nhà trung cư. Bãi bỏ quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo theo quy định, sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Còn tại điều 1, Nghị định 21 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều trong Nghị định 139 năm 2017 của Chính phủ. Sau đây. 1. Sửa đổi bổ sung điểm g khoản 1 điều 7. 2 là sửa đổi bổ sung điểm a khoản 2 điều 63. 3. sửa đổi bổ sung điểm D khoản 2 điều 63. 4. là sửa đổi bổ sung điểm C khoản 2 điều 64. 5. là sửa đổi bổ sung điểm A khoản 4 điều 67. Hai điểm cần lưu ý tại Nghị định 21 năm 2020 của Chính phủ. Đầu tiên là hành vi vi phạm hành chính tại điều 3 của nghị định này sẽ nằm trong diện xử lý chuyển tiếp mà xảy ra trước thời điểm nghị định này có hiệu lực nhưng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền mà chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định. Thứ hai là trường hợp các hành vi vi phạm tại khoản 1 điều này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính hoặc được phát hiện sau ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì không xử phạt vi phạm hành chính những chia sẻ về điểm chính trong nghị định 21 vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của kế toán Việt Hưng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.